xin chào mọi người đã quay trở lại với mình. Thì trong cái series gọi là giới thiệu những quyển sách của mình thì hôm nay mình sẽ lại giới thiệu cho mọi người thêm một quyển sách nữa. Đấy là một quyển sách của Nguyễn Nhật Ánh, series chuyện của Nguyễn Nhật Ánh. Thì trên tay mình đang là cuốn truyện Chú bé rắc rối. Đây là cuốn truyện Chú bé rắc rối. Và ở đây thì chúng ta sẽ có nói đến tác giả Nguyễn Nhật Ánh thì chúng ta không có gì để gọi là để bàn hay là để như thế nào nữa. Nhà xuất bản trẻ: tôi tỉnh dậy giữa bóng tối đen kịt, tôi phải nhấp nháy mắt hai lần để biết chính xác là tôi không nằm mơ. Cùng với bóng tối là một sự im lặng đầy chết chóc. Nỗi kinh hoàng nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể tôi, ngực tôi tức thở như bị đá đè, còn ruột gan thì quặn thắt lại vì sợ. Tôi há miệng tính kêu lên nhưng nhận ra miệng mình nhét đầy rẻ. Tiếng kêu của tôi là thành tiếng ú ớ nghèn nghẹn trong cổ họng. Và lúc tôi nhận ra hai tay tôi bị trói chặt vào người, cả hai chân cũng vậy. Thì mình cũng không rõ lắm về cái nội dung của bộ truyện này. Nhưng mà có vẻ như là đây là chú bé mà hay gặp phải những cái rắc rối gì cả. Đấy. Đây thì để mà nói về tác giả Nguyễn Nhật Ánh thì chúng mình có rất là nhiều tập truyện, tập sách của ông rất nổi tiếng, ví dụ như là Bàn có 5 chỗ ngồi này, hoặc là chuyện cổ tích dành cho người lớn, hay nổi nhất là những cái câu chuyện như là Cô gái đến từ hôm qua, hay là Mắt biếc, hay là Tôi là biết tôi, hay là Ba và Mây Mây. Thì những cái đấy đã có những cái tập truyện, những cái tập truyện đã được chuyển thể thành phim rất là nổi tiếng, rất là hay. Ông là một tác giả người Sài Gòn, nên là những cái câu từ, những cái cách viết truyện của ông thì là đều theo cái ngôn ngữ, là cái phong cách đọc hay là những cái kiểu giọng điệu người Sài Gòn đó. Thì ảnh bìa của truyện sẽ là như thế này. Chúng ta có cả cái QR code ở đây là xuất bản trẻ. Thì video giới thiệu của mình đây là hết rồi. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé, với những cái sản phẩm mới và những sản phẩm khác nữa. Bye mọi người.